Tôi bước vào cái bài tập tiếp theo này. Ở cái bài tập này đấy, chúng ta sẽ học cái cách dựa vào độ phân điện để xác định cái loại nền kinh tế hóa học, tức là dựa theo độ phân điện của các cái nguyên tử, các nguyên tố, ta xem là những cái đó thuộc loại cộng hóa trị không phân cực, cộng hóa trị có phân cực hay là những cái ion nhé. Ở đây là cái bài số 3 trong cái dẫn bài tập về về nền kinh tế hóa học. Cái bài nói thế này này. Hãy cho xin lỗi là cho các oxit sau đó là natri oxit, magie oxit, nhu oxit, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. Hãy dựa vào yếu tố ôn điện của hai nguyên tử trong phân tử, hãy xác định loại liên kết trong phân tử, xác định loại liên kết trong phân tử. Các thông số về độ ôn điện thì có trong bảng 6 trang 45 sách giáo khoa hóa lớp 10. Bây giờ chúng ta cùng tra cái bảng số 6 trang 45. Để qua cái bảng số 6 ở trang 45 này thì chúng ta được biết này, độ ôn điện của natri, ta ký hiệu bằng kappa của natri nhé, thì nó bằng 0,93. Còn độ ôn điện của oxy, ký hiệu bằng kappa oxy nhé, thì nó bằng 3,44. Thế đến độ ôn điện của magie, kappa của Mg bằng 1,31. Thế đến độ ôn điện của nhôm, kappa của nhôm trong bảng cho ta biết là 1,61. Tiếp tục đối với silic, kappa của Fe bằng 1,90. Cuối cùng là độ ôn điện của phốt pho, nếu tra bảng thì em sẽ được kết quả đây là nó bằng 2,19. Đấy, để dựa theo cái thông số về độ ôn điện này, ta cần xác định xem là các cái liên kết hóa học trong các hợp chất này là thuộc loại liên kết gì. Đấy, để biết tất cả loại liên kết gì thì chúng ta tính hiệu độ ôn điện ví dụ của chữ delta kappa bằng cách là lấy độ ôn điện của cái chất, của cái nguyên tố có độ ôn điện lớn hơn nhé, ta gọi là A là trừ đi độ ôn điện của nguyên tố có giá trị nhỏ hơn, gọi là kappa, của cái P là đó. Đấy, kết quả có được này, em đem so sánh thì nếu mà delta kappa mà lớn hơn 1,7, một số sách khác nói rằng 1,77 em nhé, thì em dẫn đến kết luận cho thầy đó là liên kết ion. Còn nếu delta kappa mà lớn hơn 0,4, nhỏ hơn hoặc 1,7, em dẫn đến kết luận là đó là liên kết cộng hóa trị phân cực. Còn nếu kết quả cho ta ra là delta kappa lại lớn hơn 0, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,4 nhé, thì em kết luận cái loại liên kết đó là liên kết cộng hóa trị không phân cực, cộng hóa trị không phân cực. Thế thì trước đây một số sách cho rằng là chỉ có những cái liên kết mà có delta kappa, tức là hiệu ứng điện bằng mà không thì mới được kết luận đấy là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Còn cứ khác không, tức là chạy từ 0 đến 1,7 thì là liên kết cộng hóa trị phân cực. Nhưng mà hiện tại thì người ta quy ước là nếu hiệu của nó nằm từ 0 đến 0,4 thì cũng có thể kết luận đó là liên kết cộng hóa trị không phân cực nhé. Cái nguyên nhân là bởi vì trên thực tế là khi mà hiệu độ ôn điện của nó chênh nhau quá nhỏ, nhỏ tới cái mức mà phân tử có thể coi như là không có cái sự phân cực. Đấy, tức là cái con số này được điều chỉnh để nó phù hợp với cái thực tế.
Đấy chính là cái lý do tại sao người ta lại đưa ra cái công văn chữ không phân cực để có giá trị trong khoản này. Bây giờ chúng ta ứng dụng để thực hành này. Ta giải này. Trường hợp thứ nhất, ta xét đối với năng lượng oxy thì em sẽ có hiệu ứng động điện delta cấp 3 trong trường hợp này là gì? Ta lấy động điện của những nguyên tố lớn hơn là của oxy trừ đi động điện của natri. Ta vừa tra bảng rồi, của oxy là 3,44 trừ đi của natri là 0,93, được kết quả là 3,44 này trừ đi 0,93 sẽ là 1 này, 14 trừ đi 9 còn 5 với 1 là 2,81. Như vậy là delta cấp 3 của em lớn hơn 1,7, em dẫn đến liên kết trong trường hợp này đó là giảm liên kết ion nhé. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, ta xét đến hợp chất magie oxy. Thế trong cái hợp chất magie oxy này thì độ ổn điện của ta sẽ bằng độ ổn điện của oxy này trừ độ ổn điện của magie này, nó sẽ bằng 3,44 trừ đi của magie bằng bao nhiêu nhỉ? 1,31. Thế ta bằng, ta đặt cái trừ 1,44 trừ 1,31 thì 3 này, 1 này, 2 này, 2,13 bằng 2,13, có nghĩa là hiệu ứng điện đã lớn hơn 1,7. Nếu mà nó lớn hơn 1,7 thì em suy ra cái liên kết đó là liên kết ion. Đến cái trường hợp thứ 3, đấy là nhôm oxit Al2O3. Em tính độ ổn điện như thế này, độ ổn điện sẽ bằng độ ổn điện của oxy, hiệu ứng điện bằng độ ổn điện oxy trừ đi độ ổn điện của nhôm, nó bằng 3,44 là trừ đi của nhôm nó là 1,61. Thì đó bao nhiêu? Ta đã cách trừ nhé, 3,44 đây trừ đi 1,61 này, đây còn 3 này, 14 chỉ 6 còn 8 này, đó. Đấy, nhớ 1 vào đây là 2, còn lại 1, 1,83. Đấy, 1,83 thì nó cũng vượt quá cái giá trị 1,7 rồi. Ta nói rằng delta cấp 3 lớn hơn 1,7 thì em suy ra cái liên kết mà có được chính là liên kết ion. Rồi sang đến cái trường hợp mà thứ tư, em xem đến cái hợp chất SiO2 nó có hiệu ứng động điện này bằng độ ổn điện của oxy trừ đi độ ổn điện của silic bằng 3,44 của silic, tức là tra nó được bằng 1,90 thế bằng 3,44 và trừ đi 1,90 thì nó sẽ là 4 này, 5 nhớ 1 là 2,54 các bạn. Hình như thầy có xin lỗi, ở đây nhớ những 1 ở đây là 2 thì chỉ ra được 1,51 thôi, 1, à, xin lỗi 1,54 thôi, 1,54 nhá. Đối với trường hợp này thì em nhận thấy là delta cấp 3 của hợp nhỏ hơn 1,7 phải không nào, nhưng này lớn hơn 0,4. Vậy nó sẽ là liên kết cộng hóa trị mà có phân cực nhá. Giá trị của hiệu ứng điện bằng từ 0,4 trên 0,7 thì em kết luận là nó là liên kết cộng hóa trị mà có phân cực. Đến cái trường hợp cuối và chúng ta còn nữa, trường hợp của pho oxit P2O5, em tính cho thầy độ hiệu ứng điện này nó sẽ còn gì? Giữa phốt pho và oxy thì ta thấy là độ điện của oxy là 3,44, của phốt pho chỉ bằng có 2,19. Vậy thì em vẫn cứ lấy oxy và trừ đi của phốt pho, em được kết quả là bao nhiêu? Nó sẽ là oxy ở đây là 3,44 trừ đi 2,19, 14 trừ 9 phần 5 nhớ 1 này, đây là 2, thì còn lại 2 này, 1,25 thì cũng tương tự như trường hợp trên. Em dẫn đến kết luận là delta cấp 3 nó lớn hơn 0,4 nhưng mà lại nhỏ hơn 1,7, và em suy ra đó là liên kết cộng hóa trị mà có phân cực nhé. Đấy, xét đến cái trường hợp tiếp theo, bảng hết chỗ bây giờ này, để lên trên đây nhé.
đấy là trường hợp của SO3. Với SO3 này thì em có hiệu động ung điện bằng động ung điện của nguyên tố có lớn hơn oxy trừ đi động điện của nguyên tố có giá trị nhỏ hơn là lưu huỳnh, sẽ là 3,44. Bây giờ ta trừ đi của lưu huỳnh, như là lúc nãy mình tra bảng mình chưa tra cái giá trị hiệu động điện của lưu huỳnh, điện của lưu huỳnh nha. Bây giờ ta tra cái bảng trang số 45 xem lưu huỳnh có động điện bao nhiêu, thì tra trang 45 sách giáo khoa hoặc 10 cơ bản đấy, em sẽ được độ ôm điện của lưu huỳnh ở đây là bằng 2,58. Còn trong trường hợp này ta cũng chưa tra của clo, độ ôm điện của clo là bằng 3,16. Chúng ta tiếp tục này, với cái SO3 thì ta có 3,44 trừ đi 2,58. Nó sẽ bằng gì? 14 trừ 8 còn 6 nhiễm 1. Vậy đây là 6, 14 trừ 6 còn 8. Tiếp tục nhiễm 1 là gì thì được 0. Đó bằng delta cấp 3 là bằng 0,86 mà. Nếu 0,86 thì lớn hơn 0,4 nhưng mà nên nhỏ hơn 1,1. Tức là lớn hơn cái 0, phải liên kết các hóa chỉ và liên kết yêu nhé. Để suy ra liên kết của em trung đầu đấy là liên kết cộng hóa trị và có phân cực. Ta xét đến trường hợp của Cl2O7. Cl2O7 nhé, thì hiệu động điện sẽ là bằng gì? Độ ôm điện của oxy là 3,44, trong khi đó của clo chỉ có 3,16 thôi. Vậy của oxy vẫn lớn hơn đấy bạn. Còn độ ôm điện của oxy trừ độ ôm điện của clo sẽ bằng 3,44 trừ đi 3,16, hay là kết quả là bằng ta lấy 14 trừ đi 6 phần 8 này, nhớ 1 vào đây là 2 đấy, thế 0,28. Thế 0,28 là cái giới hạn nhỏ hơn 0,4 nữa rồi. Nhân dẫn đến kết luận này, delta cấp 3 lớn hơn 0 và nhỏ hơn 0,4, thì suy ra đây được coi là cái liên kết cộng hóa trị không phân cực. Liên kết cộng hóa trị không phân cực. Rồi, chúng ta hoàn thiện cái nội dung của bài số 3 về cái cách dựa theo độ ôm điện để xác định xem đó là liên kết cộng hóa trị phân cực, không phân cực hay là liên kết yêu. Đấy, để tham khảo nhiều hơn các bài giảng của thầy thì em hãy nhớ truy cập vào cái website là nguyenvantay.com nhé. Đấy. Đúng không?